Bộ phim truyền hình Trường Tương Tư do Dương Tử đóng vai chính đã được phát sóng và phá mức nhiệt độ 27.000 trên Tencent Video sau 4 tiếng phát sóng, trở thành phim phá mức nhiệt này nhanh nhất năm 2023 của nền tảng này. Bên cạnh đó, chỉ số thịnh vượng Datawin đạt 1.837, xếp thứ 4 trong ngày, là chỉ số ngày đầu phát sóng cao thứ 3 trong năm nay, xếp sau Tam Thể và Trường Nguyệt Tận Minh. Ngay khi lên sóng, Trường Tương Tư cũng sở hữu hàng loạt hot search trên Weibo với rất nhiều đề tài thảo luận như nam chính Trường Tương Tư là ai, kỹ năng diễn xuất của diễn viên nhí Trường Tương Tư, đồ sơn cảnh, tương liễu thật tàn nhẫn, Đặng Vi đóng nam hồ ly tinh, chứng tỏ sức hút và nhiệt độ không đùa được của dự án phim này. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những lý do khiến Trường Tương Tư hút fan. Thứ nhất, chất lượng phim tốt toàn diện. Sau khi xem 4 tập đầu tiên, cảm nhận về Trường Tương Tư thực sự không bình thường. Nói trắng ra là lâu lắm rồi mới thấy một bộ phim cổ trang đặc sắc như vậy. 4 tập đầu không tìm được điểm nào để chê. Ấn tượng đầu tiên về Trường Tương Tư là chất lượng phim rất tốt. Từ tạo hình, bối cảnh, kỹ xảo hay màu phim đều ở mức cao cấp, xứng danh dự án cấp S cộng của Tencent. Không quá lạm dụng CGI, rất nhiều bối cảnh của Trường Tương Tư là được xây dựng thật, quay thật, mang đến cảm giác chân thực và những hình ảnh đẹp khiến khán giả hài lòng. Cùng với đó, dàn diễn viên của Trường Tương Tư đều sử dụng giọng gốc, với Dương Tử, Trương Vạn Ý hay Đàn Kiện Thứ vốn nổi tiếng bởi đài từ, khẩu hình lẫn khả năng thoại cực kỳ tốt, nên phim không bị rơi vào tình trạng khẩu hình một nơi, âm thanh một nẻo. Chất lượng hình ảnh màu phim đạt chuẩn Full HD, không sử dụng filter cà da quá mức, đạt được độ chân thực và sắc nét dù chiếu trên màn hình TV lớn. Đây là một điểm cộng giúp trải nghiệm xem phim của khán giả tốt hơn. Thứ hai, mức đầu tư khủng của Trường Tương Tư. Khi xem phim cổ trang, bạn theo đuổi điều gì? Điểm quan trọng đầu tiên là phải đẹp. Đẹp từ nhân vật tạo hình đến khung cảnh cổ trang huyền huyễn thần tiên mà đời thực không thể có được. Đối với khán giả, sự đầu tư chỉn chu của Trường Tương Tư về mặt này là dễ dàng nhìn thấy và được đánh giá cao, cho dù là trang phục của nhân vật hay đồ vật trang trí xung quanh. Tất cả đều làm nổi bật kết cấu của phim, vừa phù hợp, hài hòa, vừa đẹp mắt và ấn tượng, bao gồm khung cảnh thiên nhiên rộng lớn và hùng vĩ, cũng như những căn nhà trong trấn Thanh Thủy yên bình hay cung điện xa hoa uy nghiêm đều rất chân thực và trau chuốt. Nói đến đây thì có thể nhiều người chưa biết đến công sức của ekip phía sau hậu trường Trường Tương Tư. Có thông tin cho rằng các cảnh thực của trấn Thanh Thủy đều được xây dựng nhân tạo, sau đó mất thêm 6 tháng để thiết kế bản vẽ và thêm 7 tháng nữa để hoàn thành phần dựng cảnh cuối cùng. Ngoài ra thì trấn Thanh Thủy có diện tích 20.000 m², có hơn 50 tòa nhà thực chiếm tổng diện tích 6.000 m². 14.000 m² còn lại đều là quy hoạch sân vườn, cảnh quan và thậm chí trồng cây xanh, trồng vườn hoa để phục vụ các cảnh quay. Thứ ba, diễn xuất bất chấp của Dương Tử. Dương Tử hết đến tập 1 mới xuất hiện, ngoại hình và phong thái của Dương Tử cũng khiến nhiều khán giả phàn nàn. Có khán giả gọi cô là Nhiễm Mẫn 2.0 bởi gương mặt hơi béo, ngoại hình không có gì ấn tượng. Nhưng đặt trong bối cảnh lúc này Tiểu Yêu đang giả trai và là một người đàn ông trung niên Văn Tiểu Lục có chút thô lỗ bất cần thì có thể thấy tạo hình Dương Tử đạt yêu cầu phù hợp với nhân vật. Cô ấy đóng Tiểu Yêu sau khi sống ở trấn Thanh Thủy và trở thành Văn Tiểu Lục. Ở giai đoạn đầu là một người đàn ông, không phải nữ cải trang thành nam giới mà là mượn cơ thể của một người đàn ông thực sự. Vì vậy, Dương Tử diễn xuất rất nhiều chi tiết cơ thể đều được cố ý thể hiện trong trạng thái của một người đàn ông. Có thể thấy được từ hành vi đi đứng, ngồi và ăn uống của cô ấy, thậm chí giọng nói của cô ấy cũng được cố tình làm dày lên. Dương Tử cũng không quan tâm đến hình tượng của mình, cô ấy mặc quần áo rộng thùng thình, có chút nhích nhác để gần gũi với nhân vật hơn. Trang điểm của cô ấy ở giai đoạn đầu chỉ là kem lót và lông mày, thậm chí cả phấn nền cũng được cố tình đánh đen sạm hơn. Bên cạnh đó, Dương Tử đã sử dụng giọng gốc trong phim, nhưng ở đoạn nữ cải trang thành nam, giọng của cô ấy đã được xử lý để có độ trầm khàn hơn. Dù không hoàn toàn giống giọng nam nhưng cũng được khán giả công nhận về sự dụng tâm và tinh tế khi hóa thân vào nhân vật. Rõ ràng khi Dương Tử quay bộ phim này, cô ấy đã có một thời gian dài để tìm hiểu thói quen của đàn ông trong cuộc sống hàng ngày. Theo lịch chiếu, nữ chính sẽ trở lại thân xác con gái sau 17 tập và thân phận công chúa trong 19 tập. Trong trailer, trang phục cung nữ của Dương Tử vẫn rất ưa nhìn, hoàn toàn không có bóng dáng của Ôn Tiểu Lục. Thứ tư, cốt truyện đa dạng đan xen nhiều thể loại hấp dẫn. Trường Tương Tư không phải là một bộ phim cổ trang thông thường mà là một tác phẩm thần thoại cổ đại, câu chuyện lấy bối cảnh thời kỳ đầu của Hồng Mông, khi con người, các vị thần và quái vật sống trong thế giới hoang dã và chia thành ba vương quốc Thần Nông, Hiên Viên, Cao Tân. Công chúa Tiểu Yêu và biểu ca Thanh Mai Trúc Mã Thương Huyền đã bị chia cắt trong 300 năm vì rất nhiều biến cố. Câu chuyện này được diễn ra trong tập đầu tiên, chủ yếu là để làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa nam nữ chính.
Sau đó khi trưởng thành, Tiểu Yêu hóa thân thành Văn Tiểu Lục, lăng bạt giang hồ, ở lại trấn Thanh Thủy 20 năm làm nghề chữa bệnh. Trong hành trình này, nàng đã gặp gỡ Đồ Sơn Cảnh, quen biết Tương Liễu, cùng họ trải qua rất nhiều hỉ nộ, có khó khăn, có hạnh phúc. Cho đến khi Thương Huyền nhận ra nàng, đưa Tiểu Yêu trở về thân phận thật sự, trở về làm vương cơ của Cao Tân. Từ đây không chỉ còn là câu chuyện tình yêu hay những trải nghiệm phiêu lưu giang hồ nữa, Tiểu Yêu khi bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, tham gia vào những âm mưu tranh đoạt ngôi vị trong triều đình, nàng muốn giúp Thương Huyền lên ngôi, muốn giúp biểu ca thống nhất vương quốc, là một minh quân. Bên cạnh nàng còn có Đồ Sơn Cảnh, có Tương Liễu và mối tình tay bốn đầy khó khăn dằn vặt với cả biểu ca của mình. Thứ năm, dàn diễn viên hết nước chấm của Trường Tương Tư. Nam chính của bộ phim này là Thương Huyền do Trường Vãn Ý thủ vai. 300 năm anh ấy đã đi khắp vùng hoang dã và không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm muội muội Tiểu Yêu. Nhưng khi gặp nhau thì Thương Huyền không nhận ra cô ấy, thậm chí còn làm tổn thương nàng vì cô em gái thứ hai A Niệm. Thương Huyền do Trường Vãn Ý thủ vai vẫn rất đẹp trai, phong độ và kỹ năng diễn xuất tốt, đại từ cực kỳ hay và cuốn hút. Ánh mắt thâm tình anh dành cho Tiểu Yêu khiến nhiều khán giả đau lòng thay cho biểu ca. Dùng 300 năm tìm kiếm nàng, cuối cùng có được nàng bên cạnh, nhưng không thể giữ cũng chẳng thể yêu. Người yêu chính thức của Tiểu Yêu là Đồ Sơn Cảnh do Đặng Vi thủ vai, cũng là một nhân vật xinh đẹp, mạnh mẽ và đau khổ. Đồ Sơn Cảnh là người thừa kế tương lai của gia tộc Thanh Khâu, chàng là con trai đáng tự hào của gia tộc, nhưng lại bị người anh cùng cha khác mẹ của mình hãm hại và chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo trong nhiều năm. Thật may chàng gặp được Tiểu Yêu, lúc này là Văn Tiểu Lục đã dùng máu của mình để cứu chàng sống lại. Sau khi Đồ Sơn Cảnh bình phục vết thương, chàng tình nguyện ở lại bên cạnh Tiểu Yêu với tư cách là người hầu, được nàng đặt tên là Diệp Thập Thất. Đồ Sơn Cảnh do Đặng Vi thủ vai đã có màn xuất hiện sau khi chữa thương cực kỳ ấn tượng, khiến không chỉ bốn người trong phim mà cả khán giả cũng phải ngây ngất, dù cho trang phục của anh rất thô sơ và đơn giản. Nhưng trong số 3 diễn viên nam, người gây ấn tượng nhất là Tương Liễu do Đàn Kiện Thứ thủ vai. Một yêu quái chín đầu cực kỳ đẹp trai và quyến rũ trong bộ quần áo trắng và mái tóc bạc trắng, Đàn Kiện Thứ rất nổi tiếng về kỹ năng diễn xuất, lời thoại và ngoại hình. Nếu bộ phim này trở nên nổi tiếng thì nhân vật này cũng nhất định sẽ bùng nổ. Và cuối cùng, tác giả kiêm biên kịch Đồng Hoa. Một điều khiến khán giả lo lắng khi xem phim chuyển thể là phá nát nguyên tác, thậm chí đến cả tác giả nguyên tác làm biên kịch cho phim như Cửu Lộ Phi Hương cũng khiến fan nguyên tác khóc thét vì không thể chấp nhận. Nhưng Trường Tương Tư sẽ khiến bạn an tâm phần nào vì biên kịch duy nhất của Trường Tương Tư là Đồng Hoa, tác giả của cuốn tiểu thuyết này. Nói về Đồng Hoa, Trường Tương Tư là một trong những kiệt tác của cô ấy, được biết đến với những câu chuyện tình yêu lãng mạn và đẹp đẽ. Tiểu thuyết Trường Tương Tư chủ yếu kể về một truyền thuyết tình yêu vượt thời gian và không gian. Nó khắc họa vòng xoáy tình cảm giữa những tâm hồn định mệnh yêu nhau nhưng bị số phận ngăn cách. Cách miêu tả của cuốn tiểu thuyết thật tinh tế và cảm động, cho thấy phần nào tư duy logic và tam quan thẩm mỹ của tác giả Đồng Hoa rất tốt. Thiết kế tình tiết trong truyện rất độc đáo và tỉ mỉ, khiến mọi người không thể tự giải thoát. Mỗi trang như một quả bom cảm xúc khiến tim bạn đập nhanh hơn và phi nước đại như vô số con nai trong lồng ngực. Qua 4 tập đầu của Trường Tương Tư, các fan nguyên tác của Đồng Hoa cũng nhận xét là phim khá sát với nguyên tác, bày tỏ đặt niềm tin vào biên kịch sẽ giúp bản chuyển thể này càng sống động hơn tiểu thuyết. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hoa. Để không bỏ lỡ những tin tức mới và hot nhất, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.